Tân Tổng tư lệnh Ukraine thăm tiền tuyến Theo Pravda, trong ngày 14 tháng 2, Tân Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sersky và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov đã tới thăm tiền tuyến Avdiivka và Kupiansk, hai điểm nóng ở miền đông. Tân Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cho biết, ông và Bộ trưởng Umerov đã tới thăm các đơn vị đang nhận nhiệm vụ phòng thủ Avdiivka và Kupian tình hình tại đây đang vô cùng khó khăn và căng thẳng. Đối phương có lợi thế lớn về quân số và liên tục gia tăng áp lực. Trong chuyến thăm, hai người đứng đầu quân đội Ukraine đã thảo luận về các biện pháp nhằm cải thiện khả năng của các đơn vị phòng thủ, đồng thời tìm cách ngăn lực lượng Nga tiến sâu hơn tại miền Đông. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, dù phải đối mặt với điều kiện khó khăn, nhưng lực lượng Ukraine vẫn đang gây ra thiệt hại lớn cho Nga và giữ vững được vị trí ở tiền tuyến. Trong vòng 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã loại khỏi vòng chiến đấu 1.060 binh lính của đối thủ, bắn hạ 4 hệ thống phòng không, 9 xe tăng, 39 xe bọc thép và 66 hệ thống pháo binh.